Hello, xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay là cuối tuần, khá là rảnh nên là mình cũng làm một cái muốn làm một cái video để giải đáp một số những cái thắc mắc của anh em khi phối đồ, hay là những anh em khi mà hỏi mua đồ thì anh em thường là muốn, ví dụ như là IC là anh em thấy phối được với đồ snow với cả đồ gold đó, hoặc là những cái món đồ khác, ví dụ như gold phối angen, hoặc là rất nhiều bộ đồ có thể phối được kết hợp với nhau, đồ mới phối hợp với cả đồ cũ. Đấy, thì mình sẽ trả lời cho anh em ở trong cái video clip này theo cái quan điểm cá nhân của mình. Và cái vấn đề thứ hai nữa thì là đó là cái vấn đề là cái code nó sắp được mở bán. Đấy, cái đồ code Horus nó sắp được mở bán, thì tiếp tục mình lại đi PK và mình để so sánh cho anh em, tương quan cái cảm quan cho anh em xem là cái code mới với cả IC thì cái nào ngon hơn, và để anh em có thể cảm nhận được trước khi quyết định là có nên nâng cấp từ IC lên Horus hay không. Đó, thì về vấn đề đầu tiên mình sẽ muốn nói với anh em đó là, ví dụ như là hôm nay mình mặc bộ IC này, mình mặc full cây IC này, thì mình hôm nay mình sẽ phối với cả một số những cái món đồ gold, một số cái món đồ gold như là khiên gold và FB gold. Đó, cái lưỡi hái rốt, cái búa gốt ấy, để cho anh em xem. Thì khi mà anh em phối cái khiên gốt và cái vũ khí gốt lên thì nó sẽ được tăng những cái chỉ số từ pedan và từ zinc. Đó, từ hai cái zinc và cái pedan cho anh em. Thì đây là mình đang mặc với cả cái áo choàng Chitmus 2018. Đấy, tí nữa mình sẽ thay lên cho anh em xem. Bây giờ đang xem mấy anh em đang đánh nhau với Trung Quốc ở trên A8. Tối qua anh em đi PK, anh em rất là vui và cũng muốn lên clip luôn để cho anh em xem. Đấy, thì đây là cái pedan gold, cái pedan IC này, khi anh em đeo lên thì nó sẽ kích được cho cái dòng, đeo cái dòng cái vũ khí gold lên thì nó sẽ kích được dòng cho pedan. Đó, nó kích cho thêm sát thương cuối 2% khi anh em sử dụng vũ khí gold. Đó, đấy là cái pedan, thì nó sẽ kích cho cái sát kích, tăng thêm sát thương cho cái vũ khí. Đó, anh em thấy chưa? Nhưng mà cái vũ khí của Hốt này thì nó chỉ có hai dòng thôi, và hai dòng của nó rất là thấp hơn rất nhiều so với kiếm của IC. Còn đây là cái khiên gốt đó, khi anh em cưỡi sói thì nó hiện thị tất cả những cái dòng ẩn của cái khiên gốt luôn. Đó, thì cái khiên gốt này thì nói mà so thì dòng thì nó nhiều hơn là của IC. Đó, dòng thì nó nhiều hơn của IC, và anh em đeo lên thì anh em sẽ được lợi hơn. Như vậy là nếu mà anh em cầm khiên gốt hoặc khiên snow lên thì anh em sẽ được tăng rất nhiều phòng thủ, đặc biệt là ở đây là anh em lên tận những 12.849 phòng thủ khi sử dụng cái khiên gốt và cái búa gốt này. Đấy, nếu ở dưới cái dòng của hai cái dinh thì nó kích được thêm cho anh em dòng nữa. Đây là mình, anh em phải đeo cái cánh này lên này. Đấy, thì cái chỉ số phòng thủ của nó lên được những 12.800, tức là cao hơn so với IC bình thường những 400 điểm chỉ số phòng thủ. Đấy, và cái điểm tiến công thì tất nhiên nó sẽ bị giảm đi được khoảng hơn 100 điểm. Đấy, như vậy thì mình cũng đã kiếm được một bạn Horus để cho anh em xem thử PK. Thì đây là trước tiên là mình PK bằng một cây là nguyên bản IC. Đó, thì mình lúc đầu thì mình chơi toàn thua thôi, nhưng sau đó thì mình có điều chỉnh lại một chút. Đó, thì mình sẽ điều chỉnh lại một chút và PK với bạn này. Đó, mình để cái tốc độ video nó hơi cao một chút để cho anh em xem video nó đỡ bị dài, nó sẽ đỡ bị nhàm chán. Đó, mình thử tăng cái tốc độ lên. Đó, thì bạn này bạn ấy là Horus và cưỡi rồng IC, còn mình thì là IC và cưỡi sói gốt 2. Nó hai cái cây thì nó hơi ngược nhau, đồ nhau một tí. Nhưng mà cái trong cái trận PK này thì lúc đầu thì mình thua sấp mặt, bởi vì là mình chơi chọc gió bạn này là mình sẽ thua, bởi vì con rồng hiện tại nó đang vẫn rất mạnh. Đó, con rồng hiện tại đang rất mạnh. Còn nếu mà mình chuyển sang mình chơi xoay kiếm thủ thì là cái tỷ lệ thắng của mình nó lại cao hơn. Đấy, thì bạn ấy lại không có cửa. Đây là mình sẽ đổi cái vũ khí gốt và đồ phối gốt lên để cho anh em xem là cái độ chênh lệch giữa hai loại nó như thế nào. Đó, thì mặc thêm đồ phối giữa gốt với cả IC thì anh em sẽ được tăng thêm cái phòng thủ. Anh em sẽ được tăng thêm cái phòng thủ, chỉ số phòng thủ lên hơn 400 nữa.
Đó. Đây thì mình sẽ anh em cứ từ từ xem cái trận PK này còn rất là dài. Đấy, khi mà mình sử dụng xoay kiếm thường xuyên thì bạn ấy không có cửa với mình. Đó. Bạn ấy sẽ không có cửa với mình. Đặc biệt là mình mặc lên như thế này thì cái điểm phòng thủ của mình nó lại còn cao hơn. Đó, còn cao hơn của bạn ấy nữa cơ. Đấy, thua hai mạng liên tiếp rồi, xấu hổ ghê đấy. Đó thì rồi, còn rất nhiều loại đồ phối nữa, thì anh em nào muốn mình phối những cái loại nào để cho anh em xem nữa thì anh em cứ comment bình luận ở phía dưới của video. Và ví dụ như là đây hôm nay trong cái video này thì nó cũng chỉ là cách bày tỏ quan điểm cá nhân của Hoài Niệm Game về cái đồ phối. Mình thì mình cũng ít khi điện được có dịp PK nhiều hoặc là nghiên cứu về đồ. Rất nhiều anh em khác thì còn có những cách phối đồ rất hay hoặc là trải nghiệm nó thời gian nó nhiều hơn. Thì mong anh em nào cao thủ hơn hoặc là anh em nào pro mà sử dụng nhiều đồ rồi thì anh em hãy góp ý cho Hoài Niệm Game ở phía dưới để mình có thể chia sẻ và nhiều anh em khác có thể đọc được cái bình luận để có thể là quyết định trước khi là quyết định có nên phối cây đồ hay không. Còn lát nữa thì mình sẽ chia sẻ cái quan điểm cá nhân của mình khi mà có nên anh em có nên phối đồ hay không. Đó. Thì khi cái cây đồ của nhà phát hành nó phát hành một cây đồ mới như thế này ấy, thì khi anh em chơi ấy, thì nó có cho anh em phối để cho những anh em đang có những cái đồ cũ mà có thể phối được thì có thể nâng cấp lên được và có thể sử dụng. Đó, thì nó cũng rất là hay. Thì nó khi phối vào thì mình sẽ khác với cả những cái bạn cũng mặc cái cây như của mình. Ví dụ như là IC thì nó sẽ không còn giống là IC nữa và nó có thể nó khác đi một chút và nó tạo lên được những cái phong cách cá nhân riêng. Đấy, còn những cái đó là cái hay của nó và nó cũng tăng lực phòng thủ lên. Và đây trong cái clip này thì cái điểm chỉ số phòng thủ của nó tăng được hơn những 400, hơn 400 điểm phòng thủ. Đó. Thì phối thì nó cũng rất là hay. Đó, nhưng mà cái ngược lại thì cái nhược điểm của đồ phối là gì mà mình không thích thì mình cũng chia sẻ với anh em như sau. Thứ nhất đó là đồ phối thì khi mà nhà phát hành nó ra một cái đồ mới thì bao giờ nó cũng sẽ là chỉ số cao hơn đồ cũ. Đấy, tất nhiên là khi phối vào thì nó sẽ được tăng thêm một chút. Nhưng anh em để ý khi mà ví dụ như ở cái kiếm gốt nó chỉ có hai dòng thôi, tăng 1% và tăng 3%. Còn cái kiếm IC nó có tận những 5-6 dòng và nó có rất nhiều dòng ngon, dòng chỉ số rất là cao. Đấy, vậy là khi anh em sử dụng cái vũ khí gốt thì nó sẽ bị thiệt rất là nhiều. Nó thiệt rất là nhiều. Ví dụ như là nó có cái dòng cơ hội tăng sát thương gấp đôi 1,5%. Đó, dòng đấy là anh em mất. Thôi mình không đánh với bạn này nữa, nhây nhừa từ nãy giờ. Đánh mỏi tay quá rồi. Mượn bạn đi, nhờ bạn ấy gặp bạn này, thế là mình có cơ hội để test với Holy một tí thì bạn ấy hơi bị gọi là PK hơi bị khô máu, phải gọi là khô máu. Đó, thì là anh em khi anh em mặc lên thì cái kiếm, cái vũ khí gốt thì nó sẽ bị thu thiệt hơn là những cái vũ khí Holy. Đó. Còn đâu là cái khiên thì anh em có thể ok sử dụng được. Sử dụng cái khiên Snow thì nó sẽ ngon hơn. Nhưng mình làm video nên mình cũng chỉ là lấy cái khiên gốt này để cho nó cùng bộ với cả cái vũ khí gốt thôi. Đó, thì mình khuyên anh em mà nên phối cái khiên. Đó, còn cái phần vũ khí thì anh em nên sử dụng là kiếm IC. Đó, sử dụng cái kiếm nguyên bản của nó. À, còn cái đồ Horus nó mình thì mình sẽ chưa, hôm nào mình sẽ phối thử cái set bộ vũ khí War 2.0 cho cái đồ Horus này nữa để cho anh em xem nữa. Đó thì căn quan điểm cá nhân của mình là vì sao không nên phối thì thứ nhất là mình sẽ bị thiệt cái phần dòng tấn công, cái phòng thủ thì mình sẽ được tăng lên, còn cái phần tấn công thì mình sẽ bị giảm đi. Đó, ngoài ra thì cái lý do mà mình không thích phối nữa thì đó là khi anh em chơi chán anh em bán đi thì vừa anh em đã phải mất thêm tiền để đầu tư mua thêm đồ phối này, nó đã bị đắt hơn bình thường rồi. Thứ hai nữa là khi anh em bán đi thì nó lại phải đi bán lẻ những cái đồ vũ khí này thì nó lại mất thời gian cho anh em và nó sẽ khó bán hơn. Nếu mà một cây phối không còn vũ khí khiên kiếm cũ nữa thì lại rất khó bán. Đó, vì bán cả cây thì bao giờ nó cũng dễ hơn. Đấy là cái quan điểm cá nhân của mình về cái đồ phối ở trong cái clip lần này. Ok, thì rất cảm ơn anh em nãy giờ đã bỏ thời gian ra xem clip
ủng hộ cho Hòa Nhập Game TV. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh Hòa Nhập Game TV thì hãy vui lòng là bỏ thời gian 1-2 giây giúp mình một lượt đăng ký kênh, bấm nút đăng ký kênh màu đỏ ở phía dưới của video và like chia sẻ video này nếu mà bạn thấy nó có ích. Rồi, ok, chúc anh em xem những video của Hòa Nhập Game thật là vui vẻ và hy vọng là sẽ được anh em ủng hộ nhiều hơn nữa trong cái thời gian sắp tới. Ok, clip của mình hôm nay cũng khá là dài rồi. Mình cũng xin phép được kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của Hòa Nhập Game TV. Rồi, xin chào. Bye bye.